Hàn Quốc cam kết mở rộng quy mô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cam kết mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại cho nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại cuộc hội đàm chiều ngày 2 tháng 7 ở Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách và mục tiêu phát triển của Hàn Quốc, trong đó có chính sách quốc gia trọng điểm toàn cầu và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thực chất, hiệu quả, lâu dài. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như thực phẩm chế biến, nông thủy sản, trái cây theo mùa vào thị trường Hàn Quốc. Ông khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực điện khí, LNG, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, AI, tăng cường xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Ông cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan trong năm 2024 và thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch. Mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, Thủ tướng đề xuất triển khai hiệu quả cơ chế gặp gỡ Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang du học, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống lâu dài tại Hàn Quốc. Thủ tướng Han Duk-soo nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN, Hàn Quốc, KAFI. Việt Nam là đối tác lớn thứ nhất của Hàn Quốc về hợp tác phát triển, đối tác lớn thứ ba về thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN. Thủ tướng Han Duk-soo cho rằng việc tạo điều kiện đầu tư thuận lợi là cần thiết đối với thương mại bền vững và mở rộng đầu tư, nâng cao hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tương lai, hợp tác khởi nghiệp giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước. Ông đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và khẳng định sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất do các doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn dắt tại Việt Nam. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi ổn định. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết nước này ưu tiên hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp thông qua viện trợ phát triển không hoàn lại của cơ quan hợp tác quốc tế KOICA. Hàn Quốc cũng cam kết mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại cho các lĩnh vực như phát triển hành chính công, chính phủ điện tử, giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Thủ tướng Han Duk-soo cho biết sẽ tiếp tục tăng thêm hạn ngạch tiếp nhận người lao động Việt Nam, hỗ trợ giai đoạn 2 dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc, VKIST. Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị. Hai nhà lãnh đạo đạt nhận thức chung về tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Hàn Quốc. Hai thủ tướng thống nhất sẽ phối hợp để sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 150 tỷ đô la Mỹ năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Các bộ ngành của hai nước sẽ đẩy nhanh các thủ tục để có thể công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa Tây của Hàn Quốc trong năm 2024 và tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân. Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duk-soo đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả hội đàm và cùng chứng kiến lễ trao chính văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển, trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đang trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến 3/7. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 12 năm 2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.